chị làm hả? Đúng rồi, đừng sờ vào hồng của chị. Đẹp quá à. Tất nhiên là phải đẹp rồi, nãy chị bảo em làm em không làm cơ. Nào đừng nghịch nhọc. Chị ơi, em không có quà tặng cho mẹ. Em định lấy tiền ở trong con heo đất em nuôi mua quà tặng cho mẹ, nhưng mà không có đủ. Chị chịu, chị không biết đâu. Nhưng mà chị có quà để tặng mẹ, thế là được rồi. Lêu 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 lêu, em không có quà tặng heo. Món quà nào cũng rất là ý nghĩa, rất là đẹp, mẹ rất là thích luôn. Nhưng mà đối với mẹ, chỉ cần hai con luôn luôn ngoan ngoãn, yêu thương chăm sóc lẫn nhau, thì đó là món quà ý nghĩa nhất đối với mẹ rồi. BB TV. Chị Lan ơi. Ơi, chị Lan đang làm gì vậy? Em không thấy sao? Nhìn đi, đẹp không? Wow, đẹp quá. Đang làm hoa hồng để tặng mẹ nhân ngày 20 tháng 10 đây. 20 tháng 10, quà tặng cho mẹ. Đúng. Em cũng muốn. Em cũng muốn, thì em làm đi. Chị hướng dẫn cho em làm đi. Em muốn làm hoa đúng chị ạ? Dạ. Cũng được, nhưng mà phải xem bàn tay của em khéo léo đến đâu. Em chọn màu nào nào? Em sẽ bắt chước giống chị Lan, chọn màu đỏ. Màu đỏ, chọn màu hồng nữa cơ mà. Màu đỏ, em thích màu đỏ. Màu hồng đẹp mà. À, màu đỏ, chị hướng dẫn cho em màu đỏ đi. Ok, đợi chị như thế nào. Đây. Như thế nào? Đây, giải tờ giấy này ra. Giải ra. Gấp một mét như thế này. Gấp vào như thế này. Chị làm chậm thôi, làm chậm thôi. Đây, chậm theo con đường con gì. Gấp một mét. Đúng. Gấp lại như thế này. Em vừa gấp đẹp đẹp rồi chứ. Gấp như thế này sai rồi này. Định như thế này. Ấn cho chắc xuống. Ấn chắc xuống. Đúng. Trời. Chị làm chậm thôi, nhanh quá à. Chậm thôi. Thì nó cũng chỉ làm một thao tác thôi. Đó. Chị làm nhanh quá, làm nhanh quá. Chậm thôi. Chị làm chậm thế là còn gì. Đấy, hướng dẫn rồi đó. Ông người khác á, còn lâu. Đó, xong rồi. Em xong rồi. Đó, bây giờ bắt đầu gấp như thế này. Gấp một mét xuống. Gắn lại. Thấy chưa? Em thấy chưa? Khó quá à. Ôi, không làm đâu, không làm đâu, em làm cái khác. Đấy, cũng vậy, em thì làm được cái gì? Em sẽ làm thiệp tặng cho mẹ. Ok, em yes. Làm đi. Em sẽ chặn thiệp màu đỏ. Thiệp màu đỏ luôn. Yeah. Em sẽ gấp đôi cánh thiệp lại. Sau đó gấp mép như thế này. Wow. Như thế này. Em ơi, em đang gấp máy bay à em? Ừ nhở. Cái thiệp mà. Phải làm thế nào chị? À, phải vẽ đúng không chị? Vẽ. Em sẽ lấy cái bút để vẽ. Vẽ. À, thôi, em ghi thiệp tặng mẹ. Ôi, em vẽ cẩn thận vào chứ. Trái tim này này, nó lót vào. Hình trái tim. Xong rồi ạ. Ôi em ơi, đây mà là tấm thiệp hả? Dạ. Nhìn em xem này, tờ giấy thì nhàu nát này, chữ thì nguệch ngang còn gặp này. Xấu như thế này, em bị tặng mẹ hả? Vậy phải làm gì nữa cho đẹp hả chị? Em phải dùng tờ giấy khác sẵn phiêu rồi đẹp đẽ hơn. Chữ viết thì nắn nót cẩn thận vào rồi xong trang trí hoa lá các kiểu vào nữa chứ. Còn phải trang trí hoa lá các kiểu nữa hả? Đúng rồi. Nhiều bút quá à. Thế thì mới đẹp được. Chứ em xem tấm thiệp thế này. Ôi khó quá à. Thôi em sẽ làm cái khác. Tặng quà gì cho mẹ nhỉ? Khó quá à. À, chú heo. À, mình có nuôi heo mà. Mình sẽ lấy số tiền trong đây để mua quà tặng cho mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà mình mới nuôi heo nên là không đủ tiền để mua quà tặng mẹ. Chị Lan ơi. Vậy là mình đã làm xong một bó hoa hồng để tặng mẹ rồi. Chắc chắn là mẹ sẽ rất là vui luôn. Chị Lan ơi. Ơi, em lại làm sao thế? Lan. À, hoa hồng chị làm hả? Đúng rồi, đừng sờ vào hồng của chị. Đẹp quá à. Tất nhiên là phải
phải đẹp rồi. Nãy chị bảo em làm em không làm cơ. Nào đừng nghịch nhau. Chị ơi, em không có quà tặng cho mẹ. Em định lấy tiền ở trong con heo đất em nuôi mua quà tặng cho mẹ, nhưng mà không có đủ. Chị chịu, chị không biết đâu. Nhưng mà chị có quà để tặng mẹ, thế là được rồi. Lêu, em không có quà tặng em. Chị làm khéo tay quá. Đâu. Chị còn chưa có quà tặng cho mẹ nữa. Mày tặng thôi, em ơi, yeah. Chắc chắn là mẹ sẽ thích quà của chị hơn đấy. Vì quà của chị rất là đẹp luôn. Đúng rồi, quà của chị đẹp thật. Nhưng mà em nghĩ mẹ cũng sẽ thích món quà của em đó. Vì đây là lần đầu tiên em được điểm 10 nè. Wow, em gái của tôi chăm chỉ từ bao giờ thế không biết. Lúc nào em cũng chăm chỉ chịu khó như thế thì có phải tốt không? Thì sắp đến 20 tháng 10 mà. Em muốn có một món quà thật ý nghĩa để tặng cho mẹ nè. Yeah. Nhưng mà chắc chắn là mẹ sẽ thích quà của chị hơn. Của em. Mẹ về. Mẹ về. Chúng con chào mẹ. Chúng con chào mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi làm về có mệt không? Mẹ có mệt không mẹ? Ừ, mẹ cảm ơn các con. Mẹ không mệt đâu. Mẹ ơi, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Con có bó hoa tặng mẹ này. Chúc mẹ luôn xinh đẹp như những bông hoa. Wow, hoa đẹp quá. Con thật là khéo tay. Mẹ cảm ơn con nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, con không có những bông hoa xinh đẹp như chị làm và không có tiền để mua quà tặng cho mẹ. Nhưng mà con có điểm 10 để tặng cho mẹ nè. Con chúc mẹ 20 tháng 10 luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc ạ. Wow, bài kiểm tra điểm 10. Con gái của mẹ giỏi quá. Mẹ cảm ơn hai con. Vâng ạ. Món quà nào cũng rất là ý nghĩa, rất là đẹp, mẹ rất là thích luôn. Nhưng mà đối với mẹ, chỉ cần hai con luôn luôn ngoan ngoãn, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau thì đó là món quà ý nghĩa nhất đối với mẹ rồi. Vâng ạ, chúng con biết rồi ạ. Dạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.